Vâng, GMRO xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và sau gần 2 tháng chờ đợi thì lô pin sạc và dòng phụ kiện để cho bác sử dụng cho micro không dây đã về hàng tại đơn vị Hiếu Minh Auto. Tổng em nhập lô này về là tổng cộng đơn hàng này là hơn 1.000 bộ các bác nhá. Phụ bác đây, bác thì thực tế bác đếm chứ không phải nói bằng mùng không. Bác đếm này 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Mỗi cọc này 10, vì bác đếm nhân lên nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ngang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 x 18, cộng với chỗ này nữa. Nghĩa là chuẩn của nó là 1.015 bộ các bác nhá. 1.000 bộ pin sạc về hàng. Tất cả dòng pin sạc là đối với sạc 4, còn các bác mua ở đây mua 8 viên hay 10 viên đều có thể mua được, nhưng đốc thì chỉ có đốc 4 thôi. Đốc sạc 4 không có đốc sạc 8 các bác nhá. Thì báo cáo bác thì một sản phẩm pin sạc trên thị trường để có chỗ đứng và có tên tuổi, nó không phải nó bằng mồm hôm nay em về hàng và giới thiệu các bác, mà là em đã bán phục vụ các bác cũng anh em trong vòng 3 năm rưỡi 4 năm qua vẫn trung thành đến một mẫu pin này thôi. Và nó đến thật sự một cái tấm lòng là đã bán ra hàng vạn bộ, như là vạn bộ biết bao nhiêu rồi ạ. Hơn 4 năm qua bán ra biết hàng vài chục nghìn bộ rồi. Những bác nào vã và đang sử dụng dòng pin này cho mình xin comment. Một dòng pin cực kỳ bền, cực kỳ bền và tuổi thọ cao, dung lượng cao. Phần pin nó bác nhá. Với những sản phẩm pin chính hãng, các bác lưu ý này. Khi một nhà máy sản xuất pin chính hãng thì đã là chuyên sản xuất một cái gì đó thì họ sẽ đồng bộ từ những thiết bị đầu ra, thiết bị đầu vào. Thì đồng nghĩa vậy, như em muốn nhấn mạnh là sản phẩm của D-Power thì nó đồng bộ từ đốc và pin D-Power, nghĩa là sản xuất từ đốc sạc đến pin sạc đồng bộ luôn. Còn những sản phẩm pin thị trường thì gần như là không đồng bộ được, rất hiếm, rất ít, là có nhưng rất là ít các bác nhá. Nên các bác phải suy xét khi mua những sản phẩm pin sạc này và chọn những cơ sở uy tín mua hàng cho mình. Hầu như một số hãng thì anh em review thì có thể những sản phẩm em không biết gia công hay không, nhưng chỉ bán mỗi pin thôi, nhưng đốc này là của hãng khác đấy, nên bác phải suy xét. Còn những cái đơn vị, những cửa hàng ở những công ty họ đã sản xuất pin thì sẽ đồng bộ cả bốc lỗ đốc luôn. Đấy là một cái em muốn nhấn mạnh. Và dòng pin này là dòng pin thứ nhất hiện tại bên trên thị trường là dòng pin dung lượng rất là cao, 3.300 mAh, 1.2V. 1.2V các bác đừng nhầm tưởng nhé. 1.2V này nó là chỉ số của pin sạc. Còn những dòng pin mà các bác mua ở ngoài tầm 2.000 một đôi ấy, hay 1.000 một đôi ấy, là pin dùng một lần vứt đi là 1.5V các bác nhé, dùng một lần bỏ đi. Còn những dòng của dung lượng chuẩn của nó pin sạc sẽ là 1.2V. Và tùy theo nữa cỡ pin, thì cỡ pin bên của mình là 3.300 mAh, dung lượng rất là cao và cao nhất thị trường bây giờ đối với dòng pin chuẩn nhé. Chuẩn dòng pin chuẩn là các bác nhìn này, các chỉ số ISO 9042:2008 nghĩa chuẩn để có xuất ra nội địa và chuẩn để xuất ra nước ngoài, thì còn những chuẩn chỉ số này nó là cái chứng chỉ quốc tế đấy các bác nhá. Đấy các bác lý này, dòng pin này độ sắc nét rất là cao. Dòng pin sản xuất tại Trung Quốc, hàng nội địa Trung Quốc, được người dân Trung Quốc họ dùng rất nhiều trong các quán bar, phòng hát và gia đình, mà hôm nay tiếp tục về hàng phụ bác. Thì các mua một bộ pin này thì hiện tại bên Hiếu Minh bao cái mức giá tốt nhất thị trường. Vượt bộ này gồm cả đốc sạc này, củ sạc này, cáp này và một bộ 4 pin này em đang bảo bán ở mức giá 320.000 đồng một bộ này. Bao ship là 350.000 đồng. Đây là dòng đốc sạc có màn hình tự ngắt các bác lưu ý nhá. Còn trước đây em Hiếu Minh bán rẻ được thêm vài chục là cái đốc sạc không có màn hình, cái đốc sạc đấy là đốc sạc tặng. Còn thời điểm này là đốc sạc phải mua nên nó giá thành cao hơn. Nhưng nói về giá chung thì em vẫn là cái mức giá rẻ nhất thị trường hiện tại bây giờ, có hơn 300.000 đồng bộ sạc thôi. Với giá rất là tốt, bảo hành cho các 3 tháng một đổi một. Và với dòng pin này rồi thì em không quá review nhiều, vì người thật việc thật, hàng về nhiều. Và cái thứ hai, tại sao về nhiều này? Vì được sự các bác ủng hộ và các bác tin dùng trong vòng hơn 3 năm qua. Em bán phục vụ các bác vẫn trung thành với một mã pin đồng bộ của nhà máy chính hãng sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Ngoài ra thì bên đơn vị em thì hôm nay về được thêm 100 chiếc đẩy nữa, 1.000 bộ mic và 100 chiếc đẩy và gần 100 chiếc lọc thì em vừa quay một livestream rồi. Thì báo cáo bác trên kênh, anh em có nhu cầu những sản phẩm pin sạc cho micro không dây. Vì pin sạc như biết rồi là thiết bị không thể thiếu được. Vì mỗi lần bác hát thì các bác hát thì bây giờ mua một bộ pin rời ngoài, bộ 2.000 đi hay 3.000 một bộ pin rời. Nếu mà dòng xua thì nhanh hết pin lắm. Nếu dòng pin không phải xua mà những dòng của hãng thì mic thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn đúng không ạ? Thì hát được khoảng 2-3 tiếng, nếu dòng
pin dùng lần và rất là khó chịu. Trường hợp là đang bận khách kiếc gì đấy thì bác phải chạy đi mua rất khó chịu. Thì một bộ pin sạc này, khi sạc đầy bộ pin này, các bác chơi giống dòng micro của hãng thì hát được tầm 89 tiếng. Những dòng micro như xua nhái, những dòng xua thì nó sẽ hơi nguồn pin chút, thì các bác hát được tầm độ 6 tiếng thoải mái luôn đấy, không lo. Nói chung hát cả buổi luôn, không lo hết pin, rất là bền và cao, dung lượng lớn. Và mà sạc đầy thì nó tự ngắt các bác nhá, các lý này, sạc đầy tự ngắt. Để thông báo bác trên kênh, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị em nhá. Thì hiện tại bên đơn vị em đang có hai cơ sở. Thứ nhất, cơ sở ngoài Bắc thì là một địa chỉ quen thuộc rồi, 364 Quang Trung Hà Đông, Hà Nội. Còn cơ sở Việt Nam thì ngày mai em sẽ đi làm lại cái biển này. Cơ sở Việt Nam là địa chỉ là 76A Lũy Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 là bên mình đã bắt đầu bán hàng trong đó rồi. Bên em nghĩ là chưa có ngày khai trương, nó lùi lại tầm 5-6 ngày, nhưng em đã bán hàng trước rồi. Vì đã có những bác khách hàng đã mua sẵn rồi, đã đến mua rồi thì em thông báo luôn. Các bác có nhu cầu mua những sản phẩm âm thanh cứ đến cơ sở bên mình mua. Đấy, thông báo địa chỉ luôn và ngày mai em sẽ đi làm lại biển. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.